Yêu thương mến chào các bạn đến với hành trình 30 ngày cải thiện giọng nói kỳ 6. Hôm nay là ngày thứ 3 với chủ đề buổi sáng diệu kỳ. Mời cả nhà cùng lắng nghe bài đọc của mình và cảm nhận nhé. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy nghĩ về đặc ân để được sống, suy nghĩ, hưởng thụ và yêu thương. Mỗi buổi sáng tràn đầy cơ hội để cảm ơn, và điều đó không làm bạn chậm lại hay là cần thêm thời gian, bởi vì bạn có thể làm một cách tự nhiên cũng như mọi khi bạn làm tất cả mọi việc. Khi bạn thức dậy vào ngày mới, trước khi bạn chuyển động, trước khi bạn làm gì đó, hãy nói cảm ơn. Hãy nói cảm ơn cho sự việc bạn đang sống và bạn được cho thêm một ngày để sống. Cuộc sống của bạn là một món quà, mỗi ngày là một món quà. Và khi bạn thực sự nghĩ về điều này, thật là kỳ lạ nếu mỗi người trong chúng ta thức dậy vào buổi sáng mà không cảm ơn cho một ngày mới. Nếu bạn nghĩ rằng một ngày mới không phải là một điều tốt đẹp như vậy, thì hãy thử bỏ lỡ một ngày. Không quan trọng là bạn buồn ngủ thế nào, hoặc nếu chuông báo thức kéo bạn dậy đi làm, hoặc bạn vẫn ngủ suốt ngày nghỉ, vào thời khắc bạn thức dậy, hãy nói từ ma thuật cảm ơn cho một ngày mới trong cuộc đời của bạn. Hãy nói cảm ơn cho một giấc ngủ ngon lành mà bạn đã nhận được. Bạn thật may mắn được ngủ trên một cái giường với chăn và gối. Cảm ơn. Khi chân bạn chạm đất, hãy nói cảm ơn. Bạn có nhà tắm không? Cảm ơn. Bạn có thể vặn vòi nước và ngay lập tức nhận được dòng nước mát sạch vào mỗi buổi sáng. Hãy cảm ơn. Hãy nghĩ đến tất cả những con người đã đào những đường hầm và đặt ống nước xuyên suốt đất nước của bạn, xuyên qua thành phố của bạn và dọc theo những con đường đến nhà bạn để bạn có thể vặn vòi nước và nhận được dòng nước xinh đẹp, sạch sẽ. Cảm ơn. Khi bạn lấy được kem đánh răng và bàn chải, cảm ơn. Không có chúng, ngày hôm nay của bạn sẽ không bắt đầu dễ thương như vậy. Cảm ơn cho cái khăn tắm, xà phòng, tấm gương và tất cả những thứ trong phòng tắm mà bạn sử dụng để giúp bạn cảm thấy tươi tắn, tỉnh táo và sẵn sàng cho một ngày mới. Khi bạn mặc đồ, hãy nghĩ về việc bạn đã may mắn thế nào khi có quần áo để chọn lựa và mặc chúng. Cảm ơn. Hãy nghĩ về bao nhiêu con người đã tham gia vào việc làm ra tất cả những món quần áo khác nhau mà bạn mặc vào mỗi ngày. Thường thì những quần áo mà bạn mặc trong một ngày đến từ nhiều nước trên cả hành tinh. Cảm ơn tất cả mọi người. Bạn có giày không? Bạn thật may mắn. Hãy tưởng tượng bạn sẽ thế nào nếu không có chúng. Cảm ơn những đôi giày. Hãy làm cho ngày hôm nay tốt hết mức có thể bằng cách thực hành tập trung sự biết ơn vào công việc hàng ngày của buổi sáng. Từ giây phút bạn mở mắt cho tới khi bạn mang giày hoặc hoàn tất việc sửa soạn, hãy nói cảm ơn trong tâm trí cho bất cứ thứ gì bạn chạm vào và sử dụng. Không quan trọng là bạn không tắm hay mặc quần áo trước vào buổi sáng, bạn vẫn có thể sử dụng hai từ cảm ơn vào bất cứ công việc hàng ngày nào của buổi sáng. Nếu bạn thức dậy và ăn sáng trước, thì khi bạn chạm vào và dùng mỗi món cho buổi sáng, hãy nói từ ma thuật cảm ơn. Hãy nói cảm ơn cho cà phê, trà, nước, trái cây hoặc đồ ăn sáng. Chúng làm cho bữa sáng của bạn thật hấp dẫn và cho bạn năng lượng suốt cả ngày. Hãy biết ơn cho những vật dụng nhà bếp mà bạn sử dụng cho bữa sáng: tủ lạnh, bếp, lò nướng, máy pha cà phê hay ấm nước. Mỗi ngày và không có ngoại lệ, tôi đều nói cảm ơn khi tôi đặt một chân xuống sàn và cảm ơn khi đặt chân còn lại. Cho nên, khi cả hai bàn chân được đặt xuống sàn lần đầu tiên mỗi ngày, tôi đã nói cảm ơn. Khi tôi đi vào phòng tắm, tôi nói từ ma thuật cảm ơn trong tâm trí với mỗi bước đi.
Sau đó tôi tiếp tục nói thầm cảm ơn khi tôi chạm và sử dụng bất cứ cái gì trong phòng tắm. Vào lúc tôi diện đồ và sẵn sàng cho một ngày, tôi cảm thấy thật hạnh phúc đến nỗi tôi có thể nhảy nhót vì niềm vui. Và khi tôi cảm nhận niềm hạnh phúc này, tôi biết rằng sự biết ơn đã làm việc. Và tôi cảm nhận được niềm hân hoan, vui sướng dần ngập hồn tôi. Khi tôi đi qua suốt một ngày, tôi thực sự cảm thấy như là tôi có một sức mạnh kỳ diệu bên mình. Bởi vì hết điều tốt này đến điều tốt khác xuất hiện. Và mỗi khi điều tốt xuất hiện, tôi lại cảm thấy biết ơn hơn nữa. Đó là cách giúp tăng tốc điều kỳ diệu, với thậm chí còn nhiều điều tốt lành hơn nữa xuất hiện. Bạn biết, vào những ngày như vậy, tất cả mọi thứ dường như luôn ủng hộ bạn, đúng không? Thật tuyệt. Đó chính là những gì xảy ra khi chúng ta cảm nhận sự kỳ diệu của lòng biết ơn vào mỗi buổi sáng, nhưng được nhân lên thêm nữa. Bạn thân mến, sáng nay bạn đã thức dậy và biết ơn những thứ đang hiện hữu quanh bạn chưa? Hãy chia sẻ với mình nhé!